Như đã nhắc trong các video về quái vật nói chung hay Godzilla nói riêng, Kaiju giờ đây có thể được xem như là một biểu tượng mới của xứ sở mặt trời mọc khi mật độ xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông của Kaiju ngày một dày đặc. Nổi bật nhất thì đương nhiên là các bộ phim có liên quan đến Godzilla rồi, nhưng ta cũng không thể không nhắc đến hình ảnh của các Kaiju trong một thương hiệu phim điện ảnh đình đám khác, đó chính là Pacific Rim của đạo diễn đại tài Guillermo del Toro. Vậy nên là ngày hôm nay, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Movie. Ngay bây giờ, chúng ta cùng điểm qua các Kaiju và cả những Jigger vô cùng tinh xảo đã được xuất hiện trong đại chiến Thái Bình Dương. Và dù không muốn cho lắm, nhưng cũng vì nằm trong khuôn khổ của các bộ phim điện ảnh, chúng mình buộc phải nhắc qua cái mớ hỗn độn ở Pacific Rim Uprising. Xong, không vì thế mà chúng mình công nhận Uprising là hậu truyện của Pacific Rim đâu nhé. Với chúng mình, đó mãi chỉ là một tác phẩm fan-made kém chất lượng mà thôi. Còn bây giờ, chúng ta đừng mất thêm nhiều thời gian nữa. Cùng bắt đầu ngay thôi nào. Weirdo, go. Trước khi đi vào phần liệt kê những cái tên đã xuất hiện trong hai phần phim kể trên, ta hãy cùng nhau đi sâu qua một chút về bối cảnh và nguồn gốc của các Kaiju trong Pacific Rim trước đã nhé. Mọi chuyện được cho là bắt nguồn từ kỷ Trias, khoảng 200 đến 250 triệu năm trước, kỷ đầu tiên của Đại Trung Sinh. Một Kaiju được đặt tên là Precursor đã xuất hiện trên địa cầu và dự tính sẽ xâm chiếm cả hành tinh. Tuy nhiên, vì môi trường quá khắc nghiệt và không phù hợp, Precursor đã quyết định giấu mình đi và đợi thời khắc phù hợp để có thể trỗi dậy. Qua hàng trăm triệu năm, môi trường ở trái đất bắt đầu thay đổi, nhưng là thay đổi theo chiều hướng xấu đi do ô nhiễm môi trường. Precursor đã có thể tồn tại được, nhưng giờ đây thì nó lại bị mắc kẹt ở một chiều không gian khác bên trong lõi trái đất. Vậy nên, để có thể mở rộng phạm vi lãnh thổ, Precursor đã tạo ra một cánh cổng hay một vết nứt ở hai mảng kiến tạo ở dưới đáy Thái Bình Dương, rãnh Mariana. Precursor sau đó tạo ra những sinh vật lưỡng cư, hay vẫn thường được gọi đó là Kaiju, lần lượt chui qua vết nứt để tiến ra ngoài, chủ yếu là để cánh cổng kết nối hai bên được mở rộng và Precursor có thể thoát ra ngoài và xâm chiếm địa cầu. Kaiju lần đầu tiên được xuất hiện trên trái đất là vào năm 2013 tại San Francisco và gây ra một hậu quả khôn lường cho cư dân trên mặt đất. Cụ thể ra sao thì lát sau chúng ta sẽ liệt kê cụ thể hơn nhé. Những tưởng như đây là một cuộc tấn công đơn lẻ và không liên quan gì đến nhau, nhưng không. Dần dà qua thời gian, các cuộc tấn công của các Kaiju trên mặt đất đều được diễn ra nhiều và khó đoán hơn, khiến cho thiệt hại về người và của là không thể nào cân đo đong đếm được. Từ đây, các cường quốc trên thế giới bắt đầu gác lại sự đối nghịch với nhau và cùng nhau bắt tay vào một mục tiêu chung, đó là tạo ra một con quái vật thực thụ của loài người để đàn áp lại các Kaiju. Và từ đây, sự hình thành của những cỗ máy khổng lồ Jigger được ra đời. Kế hoạch của các kỹ sư là dùng hệ thần kinh của một phi công để điều khiển cả một cỗ máy khổng lồ. Tuy nhiên, vì lượng tải thần kinh để giao tiếp với một Jigger là quá nhiều đối với một phi công. Vậy nên sau đó, một hệ thống gồm hai phi công đã được áp dụng, một người điều khiển bán cầu não trái và người còn lại sẽ chịu trách nhiệm ở bán cầu não phải. Từ đây, loài người đã bắt đầu có những trận thắng dễ dàng hơn với các Kaiju. Những lần ngăn chặn thảm họa đã được diễn ra một cách suôn sẻ và ít thương vong hơn. Các phi công giỏi điều khiển Jigger cũng đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng như là một người hùng của trái đất. Còn các Kaiju thì trở thành những vật tiêu khiển cho đại chúng. Nhưng rồi thì mọi thứ bắt đầu trở nên căng thẳng hơn, và đó cũng chính là nội dung chính của hai phần phim Pacific Rim. Chúng mình sẽ không đề cập sâu hơn vào tình tiết phim trong video này, mà chỉ nhắc sơ qua thông qua phần liệt kê của các Kaiju và Jigger, nên chúng ta hãy cùng tiếp tục thôi nào. Với Kaiju đầu tiên, hay cũng có thể được gọi là Kaiju thủy tổ của Pacific Rim, Precursor. Đây là những sinh vật có vóc dáng mảnh khảnh và xuất hiện ở cuối bộ phim khi Jigger của nhân vật chính chuẩn bị tự hủy. Về mặt ngoại hình, chúng trông giống như những con bọ ngựa, cùng một bộ da gần như là trong suốt và cũng có đôi nét giống với hình ảnh của những người ngoài hành tinh trên sách báo được lan truyền. Precursor sở hữu một cái đầu dài và một lớp biểu bì có thể che kín vùng mắt, với hai mắt chính và bốn chấm nhỏ phát sáng, nhìn rất giống bốn con mắt nhỏ hơn. Khả năng sinh tồn của loài này là cực kỳ mạnh mẽ, bởi dù nhận phải một cú tự hủy của Jigger ở bên trong khe nứt, chúng vẫn có thể chuyển hóa ý thức của mình qua các tế bào của các Kaiju. Từ đó mà khi tìm được đến người kết nối phù hợp như là tiến sĩ Newton Geisler trong phần thứ 2, Precursor có thể thao túng và biến ý thức xâm chiếm trái đất của mình thành hiện thực, dù cơ thể đã bị phá hủy. Trespasser chính là Kaiju đầu tiên xuất hiện trên trái đất vào năm 2013 tại San Francisco. Nó đã phá hủy cầu vàng và gây ra những sự tàn phá đáng kể. Ban đầu, những bước di chuyển của Trespasser được coi như là một trận động đất 7,1 độ Richter. Nhưng rồi thì khi Trespasser chính thức lộ diện, nó đã hoành hành 35 dặm trên khắp bờ Tây. Sau khi tàn phá San Francisco, nó cũng đã tiến đến Sacramento và Oakland và khiến cho loài người như sống trong địa ngục suốt 6 ngày liền. Dù quân đội đã ra sức chống trả bằng hỏa lực, xe tăng và máy bay phản lực, nhưng mọi thứ đều trở nên vô vọng. Sau cùng thì Trespasser đã bị tiêu diệt bởi 3 tên lửa hạt nhân chiến thuật từ quân đội.
Với chiều cao 300 feet, tức là gần 100 mét, ngang ngửa với cây cầu vàng tại San Francisco, Trespasser nổi bật với phần đầu đặc trưng bởi cái mào cứng cáp của mình, thứ đã được loài người sau đó trưng bày như là một chiến tích trong viện bảo tàng. Sự kiện Trespasser tấn công San Francisco cũng đã được đặt tên là K-Day. Sinh vật tiếp theo xuất hiện trong danh sách chính là Handan. Kaiju đã tấn công Manila, Philippines sau 6 tháng kể từ lần tấn công đầu tiên của Trespasser. Hình ảnh của Handan cũng khá là hạn chế. Ta chỉ thấy được nó sở hữu một cái miệng to, tương đối gồ ghề, nhô hẳn ra bên ngoài. Và cùng với đó là một phần đầu khá to và đặc trưng. Đồng thời, ta biết được một thông tin khác về Handan, rằng khi Kaiju này chết đi, máu của nó sẽ sản sinh ra một thứ axit độc hại và gây ô nhiễm môi trường nước xung quanh nghiêm trọng. Kaisev chính là Kaiju thứ 3 xuất hiện trên màn bạc và nó chính là kẻ tấn công Cabo San Lucas, Mexico. Và hơi đáng tiếc khi ta chẳng thể có một cái nhìn tổng thể về Kaiju này ngoài bộ xương khô còn sót lại của nó sau cuộc tấn công hạt nhân. Ta cũng chỉ được thấy rằng nó sở hữu một cái đầu nhọn và một hàm răng cũng sắc nhọn không kém, trông không khác gì một con cá mập đột biến. Knifehead cũng có thể được coi là một Kaiju gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem do nó còn là sinh vật đầu tiên đối đầu với nhân vật chính trên màn ảnh. Đồng thời, nó cũng đã đánh bại Gypsy và giết chết một trong hai phi công. Là một Kaiju cấp độ 3 được quân đoàn phòng thủ Pan Pacific đề ra, Knifehead giống như tên gọi của mình khi mà nó sở hữu một cái đầu như một con dao sắc nhọn, dễ dàng xuyên thủng lớp giáp của một Jigger. Đồng thời, hai cánh tay to khỏe cũng là một thứ sức mạnh đáng gờm của Knifehead. Mutavor chính là Kaiju thứ 2 tấn công vào thành phố Sydney sau Caesar. Một Kaiju chỉ xuất hiện trong truyện tranh nên chúng mình sẽ không đề cập đến. Trở lại với Mutavor thì đây là một Kaiju sở hữu phần đầu khá là buồn cười, trông như một con cá mặt trăng khi nó khá dẹt và hình lưỡi liềm cùng hai mắt ở hai bên đầu. Đồng thời thì khắp cơ thể và tứ chi của Mutavor cũng sở hữu rất nhiều phần xương nhô ra giống như những lưỡi liềm. Cuộc tấn công kép đầu tiên diễn ra trong Pacific Rim được dẫn đầu bởi cùng lúc hai Kaiju là Leatherback và Otachi. Nói về Leatherback trước thì đây là một Kaiju có ngoại hình và cách thức chiến đấu như là một con khỉ đột thực thụ với hai chi trước to, bự và di chuyển cực kỳ linh hoạt dù cho cơ thể tương đối cục mịch. Phần đầu của Leatherback cũng cực kỳ đặc biệt khi mà nó sở hữu rất nhiều xúc tu ngắn và nhỏ phát quang ở phía sau đầu. Đây như là một thứ giúp cho chúng cảm nhận được sự nguy hiểm ở phía sau lưng mình. Phần hoa văn trên ngực cùng với phần miệng phát sáng của Leatherback nhìn cũng vô cùng bắt mắt. Cuối cùng, thứ đặc trưng nhất của Leatherback đó là khả năng phóng ra xung điện khiến hầu như tất cả các Jigger đều bị vô hiệu hóa, trừ Jigger của nhân vật chính. Còn đến với Otachi, đây là một Kaiju sở hữu hai chi trước vô cùng đặc biệt. Dù phần lớn thời gian nó sẽ di chuyển bằng cả tứ chi và dùng hai chi trước như là một công cụ chiến đấu chính. Nhưng Otachi cũng có thể bay với hai lớp mang ở chi trước, giống như khủng long Pterosaur. Otachi cũng sở hữu một cái đuôi với nhiều chi tiết sắc nhọn và được dùng như là một vũ khí độc lập khi nó gần như có thể tự do di chuyển như là một con rắn. Đầu của Otachi thì sẽ giống với một số Kaiju khác khi nó cũng có hai cái mào nhô ra phía trước, cùng với đó là một hàm răng to và chắc khỏe. Otachi thậm chí còn sở hữu một vũ khí bí mật, đó là khả năng phun axit chết người từ miệng của mình. Đến với sự kiến kép, ngay tại nơi mà các Jigger của phe loài người tính lặn xuống và cho phá hủy toàn bộ cánh cổng kết nối, Kaiju đầu tiên xuất hiện để bảo vệ Precursor chính là Scanner. Đây là một Kaiju có ngoại hình như một con trâu với hai cái sừng to lớn nhô ra ngoài cực kỳ nổi bật. Không chỉ vậy, Scanner còn sở hữu đến 4 cái tay, giúp cho nó có thể bơi nhanh hơn và dễ dàng áp đảo đối phương hơn ở dưới nước. Kế đến đó là Raichu, một Kaiju có hình dáng và cách tấn công rất giống với cá sấu, bởi nó cũng được bao bọc khắp cơ thể bởi một lớp vảy, cũng như sở hữu cho mình một cái hàm nhọn và hàm răng sắc như cá sấu. Cuối cùng đó là Slattern, Kaiju to lớn nhất trong phần đầu tiên của Pacific Rim, với cơ thể được ước tính đâu đó gần 200 mét. Slattern sở hữu lớp da dày gần như là không thể xuyên thủng, cùng với đó là ba cái đuôi có thể hoạt động như Otachi. Slattern có phần đầu nhìn giống như cá mập đầu búa và rất nhiều gai nhọn ở khắp cơ thể. Và nếu như không nhờ vào may mắn ở cuối phim cùng aura của nhân vật chính, rõ ràng Slattern là một Kaiju không thể bị đánh bại ở dưới nước. Trước khi đi qua cái mớ hỗn độn ở trong Uprising, chúng ta hãy cùng điểm qua các Jigger đã xuất hiện ở phần 1 trước đã. Nhân vật chính của phim chính là Gypsy Danger, một Jigger được hoạt động bởi năng lượng hạt nhân, thứ giúp cho Gypsy tránh khỏi được sóng năng lượng từ Leatherback. Với tông màu chính là màu xanh dương nhạt, ngoại hình của Gypsy nhìn chung là khá cân đối và hoàn hảo, với thiết kế giống như chiếc máy bay chiến đấu Vol Evril Corsair. Đặc trưng của Gypsy cũng chính là phần đầu cũng như là buồng lái của các phi công được tách rời hoàn toàn với cơ thể và chỉ được kết nối sau khi phi công vào buồng lái. Vũ khí chính của Gypsy chính là hai khẩu pháo plasma có thể mở ra, đóng lại linh hoạt ở hai bên cánh tay. Cùng với đó là hai thanh kiếm cũng có thể thu ra thu vào chủ động. Còn về xuất xứ, Gypsy chính là đại diện đến từ nước Mỹ.
đến với ngôi sao mới lên của phim là Striker Yudeka, sản phẩm đến từ nước Úc. Được ví như là một tiền đạo trên sân cỏ, với thiết kế ngoại hình cũng na ná như vậy. Striker là Jigger, sở hữu tốc độ nhanh nhất trong số các Jigger, đã xuất hiện ở phần 1. Đám ở phần 2 thì khỏi tính cũng được, tại tụi nó nhìn như là Transformer vậy. Dù thường xuyên chiến đấu bằng nắm đấm là chính như một võ sĩ quyền Anh, nhưng vũ khí mạnh nhất của Striker là những khẩu pháo ở lồng ngực. Và cũng giống với Gypsy thì Striker cũng có một cặp kiếm thủ sẵn bên trong người. Chernow Alpha đến từ Nga có thể nói là một Jigger có ngoại hình đặc trưng nhất, với phần đầu to tướng như là một pháo đài di động. Chernow Alpha cũng khá là chậm chạp và là con Jigger lâu đời nhất ở trong phim. Vũ khí chính của Chernow Alpha chính là hai cánh tay khủng bố được trang bị lò xo nén kỹ càng để gia tăng sức mạnh và sức nặng cho từng cú đấm. Cuối cùng là Crimson Typhoon, Jigger đến từ Trung Quốc. Một Jigger rất đặc biệt khi nó cần đến 3 phi công để điều khiển, và nó cũng sở hữu 3 cánh tay cơ khí. Typhoon sở hữu màu đỏ đặc trưng cùng với 3 lưỡi cưa đặc biệt cho chiêu thức của mình. Phần thân của Typhoon cũng được di chuyển cực kỳ linh động khi có thể xoay 180 độ. Khắp phần lưng của Typhoon là những tên lửa trợ lực giúp cho các cú ra đòn được nhanh hơn và tốc độ được gia tăng. Trái ngược với phần lớn các ưu điểm trên, buồng lái 3 người của Typhoon lại lồ lộ ra bên ngoài và dễ dàng bị một kaiju xử đẹp trong chớp mắt. Tạm gác lại siêu phẩm Đại chiến Thái Bình Dương, ta hãy cùng nhanh chóng đi qua cái mớ tạp nham trong Pacific Rim Uprising một cách không hề miễn cưỡng, không hề bị ép buộc chút nào. Trong Uprising, ta được giới thiệu một sinh vật mới, đó là Kaiju Jigger Lai, thứ biến con Jigger không người lái ở trong phim trở nên cực kỳ linh hoạt và di chuyển như một sinh vật sống. Đám Kaiju Jigger Lai này có hai hình thái. Đầu tiên là những sinh vật kết nối với Drone Jigger, những Jigger không người lái. Thứ hai là sinh vật mang tên Obsidian Fury, một Jigger to cao như Gypsy với ngoại hình đen vàng cực kỳ linh hoạt. Tiếp theo đó, Uprising còn giới thiệu cho ta một khái niệm khác nữa, đó chính là Mega Kaiju, một con Kaiju siêu to khổng lồ, thứ được tạo ra bởi sự kết hợp của 3 Kaiju khác, lần lượt là Strikeythorn, Hakuja và Raijin. Strikeythorn là một Kaiju có ngoại hình giống như Slattern, nhưng là phiên bản bị béo phì và rất nhiều mắt màu xanh ở trên đầu. Hakuja thì lại là một sinh vật trông như bọ cạp với 6 chân cùng nhiều lớp vảy bao bọc khắp cơ thể. Cuối cùng là Raijin, với ngoại hình giống như khủng long, đứng bằng 2 chân sau và chi trước thì to và dài. Nhưng đặc trưng hơn, đó là phần đầu có thể đóng mở tùy thích như một cây ăn thịt người và hoạt động như một tấm khiên chắn. Và không rõ là bằng công thức thần kỳ nào mà 3 sinh vật trên lại có thể tạo ra một thứ gọi là Mega Kaiju. Là một Kaiju siêu to với 6 chân, 2 đuôi và phần đầu với 2 cái răng nanh nhọn to tướng. Mega Kaiju cũng sở hữu toàn bộ sức mạnh của 3 Kaiju nhỏ tạo ra mình, như khả năng hấp thụ và phóng sức mạnh của Raijin, những cái đuôi linh hoạt của Strikeythorn và 6 cái chân như Hakuja. Đến với các Jigger thì chúng mình xin phép chỉ đề cập đến một Jigger duy nhất trong phần phim này, bởi đám Jigger còn lại bên cạnh Gypsy, hay giờ đây là Gypsy Avengers, trông không khác gì nhau ngoài cái tên gọi và vũ khí. Thứ duy nhất được coi là Jigger trong Uprising chỉ có Scupper, một Jigger mini tự chế, có khả năng di chuyển linh hoạt ở cả cách chạy và lăn. Đồng thời, đây cũng là Jigger duy nhất có thể điều khiển bởi một phi công. Ngoài ra, công dụng của Scupper là làm nền cho cảnh điểm, để cô tỏa sáng ở cuối phim khi cho Scupper tiêu diệt Mega Kaiju và lấy lòng xứ tỷ dân, chứ cũng không có gì quá đặc biệt. Và đó chính là toàn bộ những Kaiju và Jigger đã xuất hiện trong Pacific Rim và phần phim fanmade mang tên Uprising. Đâu là Kaiju và Jigger ấn tượng nhất của các bạn trong danh sách này? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird out.